tôi sẽ kể lại cái câu chuyện là chiến tranh biên giới năm 1979, mà cái giai đoạn tôi được thấy ở cái vùng biên giới Cao Bằng. Thế thì tôi cái trực tiếp được thấy, tức là lúc đó tôi đang công tác tại Nghệ Sở Điện lực Cao Bằng. Đấy, đang công tác tại Sở Điện lực Cao Bằng thì đúng cái tối hôm 17 ấy, thì là tôi đi trực ở cơ quan tại trên Cao Bình, cách thị xã Cao Bằng 10 km. Thì cái trên đường đi thì hôm đấy tôi đã thấy có hơi lạ rồi, tức là tôi được gặp một cái thứ bạn học cùng tôi, nó mang cái hành lý cái thứ đi, tôi hỏi nó ở đâu đấy, nó bảo là đi chiến tranh biên giới xảy ra rồi anh ơi, nó ở gần, nó đánh ngay tàu đánh vào Đông Khê rồi, đúng hôm 17. Thế là nó nói thế phát, thế là tôi lúc ấy, mọi người xe thì ở cái thị xã Cao Bằng là chưa có một cái hiện tượng gì là tàu đến cả, thì người ta vẫn đi làm việc bình thường, chả ai biết đấy, nhưng mà thế thì mình vẫn đi làm. Thì đến hôm 17 nhá, đến hôm 18 tháng 2 năm 1979 ấy, thì tôi đang trực ở trên Cao Bình ấy, thì sáng phát là 6 giờ này, thấy đạn bắn chiu đầu thì xe tăng nó vào, thế giờ đang họ bắn chiu phát là mình biết mình lúc ấy mình bảo chắc là chỉ có xe của tàu mới bắn thế, chứ xe Việt Nam mình lúc ấy, xe Việt Nam mình đã có xe tăng lên Cao Bằng mấy đâu, lúc ấy mình còn đang bận ở về công việc ở bên Campuchia, thế nên là mình chưa có xe tăng Cao Bằng, mình đoán xe tăng chắc là của tàu thôi. Thế rồi bọn tôi mới anh trực ở trên, anh Hoàng Hồng Phương ấy, mới cung nấp ở trên ấy, xong lúc anh bảo thôi bây giờ về như này xong phát là anh bảo có khi nghỉ đấy, anh cho cán bộ công nhân viên là được nghỉ để về mà tự lo liệu việc của mình, mà hình như cũng hết ca của mình rồi sao ấy, mình ca tối hôm trước hôm sau ca sau được về, mà về thì tôi đi thì đại khái là gia đình đã đi, thế đi sơ tán đấy cho khác là mình thấy rồi. Thế mình mới chạy sang bên tìm sang bên nội, tức là có mấy cô đây này, thì mình sang bên nội ấy, thì xong rồi lúc đang định đi tiếp thì tôi bảo mình thấy không có yên chí, mình phải quay về tìm vợ con mới được, lại quay về nhà tìm, thì lại thấy ghi cái trên ấy bảo đi vào cách bên Tân An cách mấy cây số kìa, thế là để cho mình đi tìm, thế là mình lại đi tìm vào cái chỗ kia, thì thấy vợ con đấy lại phải nói là lúc đó cũng vất vả, nào là có một bà cụ già nhá, tôi bà mẹ vợ này mấy là một cái đẻ một đứa cô con gái tên Lan mới được 3-4 tháng ấy. Đấy, đi không, nếu mà hôm không có mình đấy cho chân chờ gặp lại chuyến thì gầy vướng đổ đạc bỏ đi thì cũng khó, thì chả biết làm nào mà đi tiếp được. Thế thì gặp thì tôi mới chở đi được gia đình, xong mới đi theo mình để nắm được cái đường ấy, là đường Tân An để đi qua bản sẵn mới đi. Đấy, đi để đi ra được quốc lộ mà từ trong rừng ấy, thế là mới đi ra được cái quốc lộ. Thì cái đêm hôm hôm 18 thì là cùng người ta đi đồng lắm, cả cái quốc lộ có đi kín này, toàn người gồng người gánh, trẻ con khóc con bồng các kiểu, đông khủng khiếp luôn. Thế là đi bộ suốt cả bắt đầu từ tập tối cho tới sáng, thì tới Ngân Sơn. Đến Ngân Sơn bắt đầu là mình bắt thuê xe được, là đi được về đến Hà Nội là không phải đi bộ nữa, chứ phải đi bộ từ bắt đầu chỗ cây số 13 đường Tài Xín đi đến Ngân Sơn để đi bộ. Đấy, cái công cuộc của mình thấy trực tiếp mắt như thế. Anh đấy, khi mà anh quay trở về mà không thấy vợ con đâu cả, mà thấy một cái giấy viết dán ở nhà như vậy, cái tâm trạng của anh lúc ấy như thế nào? Lúc ấy hoảng hốt lắm, lúc ấy thì nào là đồ đạc, cái thời bao cấp đây coi như là nhà thì coi như là không thấy còn có cái gì rồi. Nhưng tôi bảo đấy thì coi như là lúc mà vội vàng là phải đi theo luôn thôi. Ngày như vợ con như hồi cái thời bao cấp cái sổ gạo còn quên không mang đi, để người ta bán gạo cho mà. Nói chung là rất là phức tạp, về sau tìm thấy. Vâng. Thế là sau cũng tìm thấy. Vâng. Thế đây anh em chỉ muốn xem đấy, như cô em cô kể đấy, có cái trường hợp mà nó còn định bắn cả cái gia đình bên nội thôi ấy. Được. Tức là nó bảo giải bắn được kéo được Tài Xìn về đây như thế nào. Chính tôi còn chưa được nghe cái chuyện đấy. Là vì cái này là bị nó bắt mà. Thất lạc luôn hết mà, nó bảo về có một bà cụ nhá, bà cụ ở nhà là coi như nhà đốt cháy, bà cụ còn bị cây nó đổ như cháy hết cả lưng, mà bà cụ già lúc ấy 80 tuổi rồi. Thế cơ mà. Bà cụ ấy cháy nhà nó đốt đổ sụp xuống bà cụ thế. Rồi nói chung là cái cảnh đấy thì tang thương không thể nghĩ được. Khi mà anh đi vào đi tìm vợ con ấy có khó lắm không anh? Không, cứ đi mãi rồi sao thấy. Cứ đi theo cái đường họ đi theo cái đường đấy, mình cứ đi theo cái đường tìm rồi. Cái đường trong rừng đấy. Đường tắt trong rừng. Cái đường trong rừng cũng có đường. Có đường. Xong vừa đi mình phải vừa hỏi nhé. Hỏi những người có người ta đi ngược chiều mình ấy. Em có thấy trường hợp này có đấy, người đó. Thấy ở chỗ kia ở chỗ kia thế mình đi. Đấy. Cũng lo. Vâng. Vâng, cảm ơn anh. Đấy. Thế chị có muốn thêm tham quan thêm một tí nữa chỉ riêng nhưng mà kia nó rát lắm.
Xinh thế mà lại không lên hình là sao? Em kể chuyện của em đi. Của em hay mà. Em cứ ngồi yên đấy, chị quay máy lại thôi. Không không chị ơi. Ở ngay trong phòng này thì có một cô gái rất là xinh đẹp. Đấy chắc là người em của bác Lâm. Và... đấy em út đấy. Này, em à út, em gái út. Đấy. Vậy mà gái ruột đấy. Em gái ruột luôn. Vâng, cô ấy cũng không ruột trong cô ấy lại đi chạy ra rồi. Thôi anh, anh ốm mà. Anh kể đi, anh kể chuyện thôi, của thế cô. Thôi thế thôi, bây giờ chỉ có cô ấy. Không biết. Là vì cô ấy lại bị bọn nó bắt, tàu nó bắt lại khác. Ê, từ từ, dạ. Nằm từ từ. Đang quay nhưng mà đang... Anh kể chuyện cô ấy đi, ví dụ... Không, tôi không kể được, vâng, anh tôi không thấy biết. Cái cảnh nó bị bắt như nào anh đâu. Anh không thấy bị bắt, nhưng mà tức là nhà mình mất mất một cô. Rồi không nhiều cô, có thể một cô bị bắt hết ấy. Nhà anh ấy? Ờ. Tất cả nhà? Ờ. Bên anh em ruột ấy. Anh em ruột ấy, cả bố mẹ luôn ấy. Bố mẹ cũng bị bắt. Ờ. Thế lúc nãy anh nói về bên nội là về đâu? Bố mẹ làm nhà nước mà... À anh? Dạ. Lúc anh nói về bên nội tức là bên nội tức là bên nhà bố mẹ thôi đấy. Thế khi anh quay về thì là không có ai nữa à? Không, tôi lại chạy đi tìm vợ con để đưa nó đi mà. Thế còn bên này lại một tốp lại khác nữa đấy, họ như thế. Thế là cái nhà cái tốp này lùng nhà nhằng nó bị bắt đấy. Nhùng nhà nhùng nhằng thế là bị bắt. Ừ. Thật ra thì tôi rất là muốn nghe câu chuyện mà của những cái người đang nhùng nhà nhùng nhằng mà xem một tàu nó ác như nào rồi. Cũng kinh. Tôi thấy cô ấy rất là xinh nhưng mà cũng có thể là vì một lý do nào đó không quay hình thì chỉ nghe nói không thì được. Thế thì chỉ nghe tiếng thôi, không lên hình được không em? Không luôn. Vâng, các bạn có thể thông cảm vì đây là vùng biên mà thành phố Cao Bằng rất là giáp biên giới và cũng có những cái quan hệ qua lại giữa hai nước. Nhân dân hai nước qua lại làm ăn. Đúng cho rồi, nên rồi. Đây không phải là một cái trường hợp đặc biệt mà rất là nhiều những cái trường hợp nhân dân từ chối khi lên hình và không muốn nói lại câu chuyện của mình. Tuy nhiên thì chuyến đi của tôi cũng có rất là nhiều những câu chuyện rất đáng nghe. Em cảm ơn anh. Chúng ta vừa nghe câu chuyện của anh Vũ Quế Lâm, một công dân của Cao Bằng. Và hôm nay thì anh Lâm đang điều trị ở trong bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng. Tôi thì cũng đang chăm sóc bệnh nhân của mình trong bệnh viện. Trong cái chuyến công du này mà rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Chúng tôi đến Cao Bằng theo một lịch hẹn trước. Nguyễn Tiến, cựu chiến binh 567, thành phố Bắc Ninh, nhiệt tình lái xe đưa đoàn. Rất may mắn là chúng tôi được gặp những nhân chứng lịch sử với những góc tham gia rất điển hình. Đó là Hồ Tuấn với 12 ngày đêm khao chỉa, chiến sĩ 14 ly năm cuối cùng rút khỏi đỉnh 300, là Trần Anh Đức, trung đội trưởng trung đội tăng cường, một đơn vị xung kích, chủ động tìm giặc mà diệt, chia lửa cho các điểm chốt của đồng đội, là hình ảnh hai nữ y tá bất khuất, chiến đấu ngoan cường, bảo vệ thương binh trong hang canh giềng. Tại Cao Bằng, chúng tôi lại được nghe câu chuyện của đại đội trưởng Nguyễn Tiến Đại về cuộc tiến công thành công tại 6B, của đại đội năm anh hùng. 10 ngày đêm có mặt tại Cao Bằng thì có 9 ngày đêm ở trong bệnh viện đa khoa tỉnh. Điều không may mắn này lại cho tôi được tiếp xúc với những người dân Cao Bằng, được nghe những câu chuyện của họ vào tháng 2 năm 1979. Đó là cô gội đầu sinh năm 1972, khi đó vừa 7 tuổi. Tôi không hỏi tên cô. Cô nói: mẹ em làm bệnh viện nên phải ở lại chăm sóc thương binh. Bố em làm ở sở giao thông không có nhà. Lúc đó thấy pháo Trung Quốc bắn vào đài liệt sĩ nhiều lắm. Mấy anh em chạy theo gia đình hàng xóm, không kịp mang theo gì hết, chỉ chạy người không thôi. Anh trai lớn 11 tuổi. Chúng em rất sợ nhưng không ai khóc, chỉ ôm nhau. Trong rừng rất nhiều muỗi. Bác hàng xóm gọi ba anh em cho ngủ nhờ trong màn, cho ăn. Được mấy ngày thì gặp bộ đội cho ăn lương khô rồi lại đi. Mấy ngày sau thì đến Tài Hồ Xìn gặp được mẹ và bệnh viện. Câu chuyện của bác thợ ảnh. Chồng đi làm chưa về, mấy mẹ con chạy theo hàng xóm. Con gái nhỏ lúc này hơn 3 tháng tuổi nằm trong điệu. Khi vào rừng, mọi người không muốn đi cùng vì sợ bé khóc sẽ lộ. Ba gia đình có con nhỏ cùng đi với nhau. Cứ theo đường mòn trong rừng để đi, đi bộ về đến Bắc Cạn. Đến Bắc Cạn rồi, thấy bà con cũng lục tục đi sơ tán nên thuê xe về Hà Nội luôn. Một cô gái bị Trung Quốc bắt kể. Cả nhà cùng đi với tập thể phố, chạy đến cuối thị xã. Mẹ nhớ ra còn quên hai cái máy ảnh của cơ quan, một lá cờ tổ quốc.
bà quay lại để lấy. Mặc dù lúc này đạn pháo đã bắn phá khá dày, đoàn người đến giờ phải đi không chờ được. Vì thế gia đình bị lạc lại trong rừng, lang thang luẩn quẩn trong rừng mấy ngày. Vì lo lắng, họ đã giấu máy ảnh và lá cờ. Bất ngờ, họ gặp lính Trung Quốc. Những người lớn bị bịt mắt, riêng cô bé thì không bị. Họ bị đưa ra khỏi rừng, quay trở lại thị xã Cao Bằng. Người bố thỉnh thoảng lại hỏi xem đi đến đâu rồi. Cả nhà bị nhốt chung với những gia đình khác ở kho gạo. Trước khi Trung Quốc rút về, họ được thả ra. Nhà của họ bị đốt phá. Họ được dẫn đến một ngôi nhà hai tầng còn nguyên vẹn và được yêu cầu đứng ở đó cho lính Trung Quốc chụp ảnh. Theo cô, bức ảnh đó nói rằng lính Trung Quốc không đốt phá bắn giết. Có rất nhiều câu chuyện như vậy. Tôi ấn tượng một bác gái kể, khi quay lại, thị xã rất nhiều xác chết, lính tàu chết rất nhiều, có cả bộ đội ta nhưng ít thôi. Bà nói lúc ấy hoảng quá, bà chạy vấp cả xác địch, ngã liên tục. Câu chuyện đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn là câu chuyện của Tống Thị Thanh, dân tộc Nùng, nhân chứng sống sót duy nhất trong thảm sát mùng 2 tháng 3 1979 tại Hang Canh Giềng. Chuyện về hai nữ y tá dũng cảm, Thượng sĩ Đinh Thị Tuyển, sinh năm 1958, Đại đội 24, y tá, Trung đoàn 567, quê Ngọc Khê, Trùng Khánh, Cao Bằng. Thượng sĩ Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1957, Đại đội 24, y tá Trung đoàn 567, quê Hưng Long, xã Quy Thuận, huyện Quảng Hòa, Cao Bằng. Một bản hùng ca bi tráng của quân và dân Cao Bằng trong chiến tranh chống Trung Quốc xâm lược tháng 2 năm 1979. Trời rất là mưa. Chúng tôi đang có mặt ở trên một cái con đường đi qua làng, cũng không hiểu làng này tên gì, em biết không? Không, có biết không? Không ạ. Không biết. Vâng. Đường này thì đi qua một cái làng, và chúng tôi thì đang đi trên cái con đường mà trước đây là có thể gọi là vận tải, nhưng mà trong đấy thì không phải chỉ riêng bộ đội mà chính xác là nhân dân chuyển thương binh cả về cả bộ đội, cả cùng cái vâng. mỗi cáng kèm đấy cả đấy, bộ đội vâng. cả vì, tức là dân. Bộ đội thì là vận tải đấy, vâng, và dân thì là chính là cái con đường này để đưa các thương binh nặng đấy, hang thì trước mặt. Về hang. Hang này thì bộ đội thường gọi là hang Canh Giềng, nhưng thực ra theo dân ở đây thì nó là hang Ngườm Hẩu à? Ngườm Hẩu. Ngườm Hẩu có nghĩa là hang hủi. Lý do sao lại đặt tên là hang hủi thì cũng không rõ lắm. Và cũng rất là may là hôm nay trời mưa, nhưng mà đường làng bây giờ thì bê tông, cho nên là chúng tôi cũng vẫn đang nện gót một cách thoải mái. À, ô thì che. Người trước mặt chúng ta là Hồ Tuấn. Vâng. Đấy, hỏi đấy. Hỏi cô ấy. Chào chị. Chị ơi. Cái làng này gọi là làng gì nhỉ? Lũng Giềng á. Lũng Giềng. Lũng Giềng. Lũng Giềng. Làng Lũng Giềng. Đây là bếp ăn à? Đây mà nó đặt đi cà rét nó bắn vào hàng. À. Ở nhà mình nhiều trâu nhỉ, nhiều trâu lắm nghe nhỉ. À thế à, đấy. Các bạn có thể nhìn thấy là đây là tài sản của đồng bào đấy. Mình nấu nước là cái chuồng. Ôi. Đây thì em lên nấu nước ở đây. Nhìn cái máy của chị này. Vâng. Đây hả anh? Vâng, ngay trước toàn nhà gỗ. Đây trên này, chỗ chuồng trâu đấy. Toàn nhà gỗ hết. Đây này, nhìn vào máy của chị này. Đấy, nó quan trọng. Vâng. Bây giờ mới lên mới xây. Vâng. Đâu hang đâu? Hang đây. Trên này chuẩn bị lên. Hang ở Búi Tre. Vâng. À, ôi rất may. Cũng vâng. vẫn có đường. Vâng. Đây bà con là. Và đây là có giếng nước này, chắc ngày vâng. xưa giếng bộ đội à? Dạ không, bộ đội lại đi lấy tận dưới kia. À, đấy chắc đây là mới. Cái hang này là cái hội trường sinh hoạt. Thế ạ. Đường này chắc là dân mới làm chứ anh? Vâng, bê tông mới rồi, còn hồi xưa là đường đất. Vâng, vâng. Đấy, đất như thế này. Các thương binh nặng thì được đưa về đây. Vâng.
Đâu em à? Đây hả? Nó hố phân. Đây là cái nhà của họ. Cái nhà cái chuồng lợn đấy là Khanh Dương Binh, ông ấy khanh xuống đây. Thấy Trung Quốc vào là dân quân vứt bẻ cáng đấy thì ông Lợi ông lăn xuống cái hố phân này. Thế đấy, là ông còn sống. Ông còn sống. Vâng. Trên hang thì bà Thanh sống. Vâng. Còn hai sót hai chiếc xí này thôi đấy. Anh chỉ ở dưới này. Anh mới lại không thôi. Đấy, hồi xưa đường là như này. Đường còn làm sao được như này. Còn rộng rạp hơn đây. Đấy, lại đi đường vòng hả bác ơi, đi qua kia là. Đi qua kia. Không, đi đường này lên. Đi đường này lên. Sang ngang. Không, đây lên sang ngang dễ hơn. Đi theo đường này. Em nghĩ là đường chỗ kia dễ hơn. Đi thẳng các bạn hàng. Nhìn thấy khiếp không? Vâng, tôi cũng chưa nhìn thấy miệng hang đâu. Hang nhưng bên kia. Bây giờ thì thấy đây, các ông ấy vẫn đang đi đây. Vâng. Hay là tay kia chị cầm được không? Tay kia chị cầm ô được không? Sự cười sẽ đi nó không được cái ngã à, của bố. Vâng, được rồi, thế em che cho. Em chỉ sợ em che không đến cái máy chị. Quan trọng là cái máy còn chị vâng. Không quan trọng. Chị thì kệ. Chị. Đấy. Vâng. Đấy. Đấy. Em che không đến cái máy chị thôi. Thế không che đến cái máy thì nó lại... Ui. Ui. Đấy. Micro. Ôi thôi. Mình bước qua đây, mic này mất công. Bước qua đây, bước qua đây. Đấy chân chị bước qua đây. Chị nhớ xong chị lại quên. Vâng, đấy. Đây, ui, chị bám vào em. Trượt. Em để lôi lên. Đấy. Được thôi em ra đi. Ui giời ơi. Mình có xác định là hy sinh ở trong này nhiều không em? Dạ. Cái trận cái lần cuối mà bị nó bắn vào, bắn súng phun lửa vào ấy. Trong hang ấy thì là có 4 chị em gái em. Thế có anh trại đại trưởng em là 5. Thế phải hỏi để em cho cái số điện thoại 20 mấy cái khu vực này. Không, nhưng mà ở trong hang lúc đấy chỉ còn 10 hơn người thôi. Tức là cả người phục vụ, người khiêng mấy thương binh thì là còn độc mỗi anh em. Còn ra ngoài. Đang khiêng ra ngoài hết. Vâng, ngoài cửa hang. Đấy, em bảo đi đến chỗ kia, bước lên cái bậc kia dễ hơn. Có gì nữa? Dốc à? Đấy, em thấy chỗ bụi tre kia dễ hơn này. Đây nè. Vâng. Lát nữa mình xuống mọi khi đấy. Là em khiêng qua đường đấy. À thế à? Vâng. Đấy, hồi trước là khiêng qua đấy. Đây hả? Vâng. Đây. Khiêng qua đường này. Chứ đây. Không phải vòng vòng ấy kia đâu. Vòng qua đây này. Đấy, khiêng đây này. Xong rồi đỡ nhau cùng lên những cái bậc khó khó. Bị thương rồi mà khéo khiêng lên đây lại để chết luôn đấy. Không. Tức là tại vì... phải khiêng người bị thương thôi. Ừ, nhưng mà đây nó... là thương binh nặng thôi. Nó... Xong rồi cùng sóc, nhau sóc kéo lên thôi mà. Ừ. Vâng, đến cái chỗ dốc này lại khiêng bằng cáng à? Cáng ạ. À. Ôi trời. Cáng bộ đội đấy. Bây giờ cái mình bộ đội. Ừ. Em phải cao lên luôn để che mất máy của chị. À. À đây rồi. Vâng. Bây giờ đứng đây nhá để vâng. Chị quay cái hang. Vâng. Như vậy là chúng tôi đã đến được hang rồi. Vâng. Hang Canh Giềng. Vâng. Hay là tên ngầm địa hổ. Phương thì gọi là ngầm hẩu. Trong một cái buổi mưa gió tôi cũng không hiểu tại sao mà cứ mỗi lần leo núi thì trời lại mưa. Vâng, kiên trì và quyết tâm. Từ từ. Em kéo em bên nào? Kéo. Ý của tay nghĩa là... hang đẹp thế này không ạ? Trước là em nghĩ là cái miệng hang có lẽ nó thấp hơn xuống. Không, nguyên si à? Vẫn nguyên si đấy. Y xì luôn như này. Đấy á, bắn đen lại như này đấy. Không, hồi xưa nó đen nhèm cơ. Xong nó dùng bây giờ nó sạch rồi đấy. Nó mưa nhiều, nó sạch đen. 40 năm rồi bây giờ nó sạch rồi. Đây, Thanh là nằm chỗ này. Không, em ở đây. 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 Thanh nằm hôm này mà sống được à?
Đây, đứng trước nó có hai đứa nữ nữa. À, hai chị y tá ở trước mặt em. Đứng chết hết. Hai đứa bạn ở trước mặt em. Cái tay kia là nó bị gãy tay ở chỗ này. Em ôm tay này qua bụng đứa bạn. Cái tay bị hết. Thế nhưng mà thắp hương đi. Vâng. Hai bốn giờ thanh bốn một bốn dân như thế nào? À có quỷ chết ở đây. Quỷ sáu ạ. Đấy quỷ là em gái của mình như vậy ấy. Mình nhớ là ông anh này sang ngày kia chết rồi thôi. Vâng. Chết rồi đó là nếu mà nó ngoài nó lên cổng động đi ngay cơ mà. Thằng Lợi bảo nó lên vào hang nó bắn mấy phát liền cơ mà. Vâng. Chắc là mà chưa chết hẳn nó bắn. Anh Lợi ở ngoài nghe tiếng vào lúc đấy. Ông Lợi ông nghe đấy, ông Lợi ông biết nó lên nó nằm kia mà. Ông bảo lúc nó lên nó bắn mấy phát liền chắc là ông nào ở. Để sau ông bảo là tôi chỉ thò mỗi cái mũi với hai đôi mắt lên không mà. Nhà mình phải nhà vào đấy ngồi cho đẹp đi, con ngồi tay nhé. Vâng, vâng, lấy cái này mặt tẹo. Thưa quý vị và các bạn, vào một chiều mưa gió, chúng tôi có mặt tại hang Canh Giềng theo cách gọi của bộ đội trung đoàn 567. Và đây là một cái hang mà theo dân ở đây gọi thì nó là ngườm hẩu, có nghĩa là hang hủi. Và tại sao chúng tôi lại có mặt ở đây? Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện của một cô gái vào năm 1979, thì đó là một nữ sinh. Xin chào hai chị. Vâng, được biết là chị Thanh là một trong những người đã từng ở hang Canh Giềng này, và cũng là người, nếu tính ở trong hang thì là người duy nhất sống sót. Dạ. Vâng, thì chị Thanh có thể kể lại câu chuyện của mình được không? Thứ nhất là tại sao chị lại có mặt ở đây? Chị ơi, trong cái chiến sự, chị là trong cái chiến sự năm 79, thì cái ngày 17 tháng 2 là bắt đầu quân Trung Quốc bắn ở dưới mạn biên giới, thì ở mạn Phục Hòa thì mọi người là vô là dân ở thị trấn là sơ tán. Thế thì cũng em cũng giúp gia đình là dọn vào trong Lũng Đắc, tức là cái đường rẽ lúc nãy ấy. Thì sau đấy thì hôm 18 là 17 là dọn, xong 18 là em lại đi qua xe quân y của trung đoàn, thì cũng vào thăm các anh thương binh, bởi vì hôm đấy là các anh thương binh bắt đầu khiêng đến trạm xá quân y của trung đoàn khá đông mà lại ít người phục vụ. Thế thì chúng em là đi vào đấy cùng có cả mẹ bạn Thủy, thì bảo nhiều việc như này thì cho chúng em xin giúp có được không. Thì các chị y tá ở đấy bảo là
không được phép của bố mẹ thì các chị chỉ sợ bố mẹ các em ra mắng. Thế mẹ của bạn Thủy thì bảo là tôi đại diện cho các mẹ là sẽ về bảo các bà ấy, bởi vì sơ tán cùng nhau ở trong Vũng Đắc. Thế thì đến lúc là các chị cũng nhận và cũng vào làm từ hôm 18 tháng 2 ở dưới trung đoàn xe quân y. Đấy, thế đến cái ngày mùng 1 tháng 3 thì chuyển thương binh lên đây. Thì sáng mùng 2 tháng 3 thì Trung Quốc, quân Trung Quốc là từ cái hướng mà trước cửa hang mình nhìn ấy thì bắn vào đây, mà ở hang này thì đa số là thương binh nặng. Cứ 3 người một cáng là chuyển thương binh lên cái hạ đường dốc Eng Thiềng và lên trên hang này ở là 24 anh thương binh. Đấy. Thế thì cái sáng mùng 2 tháng 3 ấy thì lờ mờ sáng thì quân Trung Quốc đến đây, thì các anh lúc đang khiêng xuống thì bảo quân ta, nhưng không phải, đến lúc hô lên thế thì bắt đầu là bị bắn. Thì quân ta cũng lại, ai có súng là cũng bắn trả. Thế thành ra là quân địch, quân Trung Quốc ấy bắn, và quân mình ấy thì là cũng súng đạn rất ít, bởi vì toàn những tải thương mới lại thương binh nặng là không có súng nữa, bởi vì các anh không ấy rồi, bị thương rồi, cho nên là chỉ còn những người khiêng. Những người khiêng thì lại là dân quân một số, và những học sinh, mấy chị em bọn em là học sinh, thì cũng chỉ là những người là giúp các anh bộ đội khiêng thương binh chuyển lên hang này thôi, cũng không có súng. Chỉ có hai chị y tá có súng, và các chị cũng đã bắn trả quân Trung Quốc tại hang này. Thế thì cái chỗ cái mỏm đá ở ngay góc hang này ý, thì là các chị bảo các em nấp vào đấy đi. Thế thì hai chị là ở phía ngoài, còn tiếp theo là bạn Sáu và bạn Thủy. Đấy, chỗ góc này thì em là người nấp sau cùng, bởi vì lúc đấy đang thu dọn đồ để cũng chuyển đi theo các anh các chị, là những cái đường sữa, rồi là những cái đồ ăn thức uống, rồi bông băng, rồi nói chung là những đồ để phục vụ các anh thương binh nặng. Thế đến lúc là địch nó bắn vào như nào không biết, nhưng mà đến lúc em tỉnh dậy thì bốn chị em vẫn nằm ôm bụng đứa bạn, mà bốn chị em nằm ngả nghiêng ở đây. Thế thì em cũng không nhớ, nhờ nhìn vào cuối cùng thì có anh đại trưởng Nghiêm, bởi vì em nhớ là có anh đại trưởng Nghiêm ở góc cuối hang nhất. Mà lúc ý, các anh ấy đi ý, thì các anh đại trưởng Nghiêm bảo thôi các cậu cứ đi trước, tớ đi sau. Thế thì cũng vẫn là đang chuyển tới đêm rồi, nhưng mà vì thương binh nặng cho nên là cứ 3 người một cáng, đi chậm lắm. Thế còn bên này ý, là chết mấy người, lúc đấy em cũng không dám nhìn nữa, bởi vì trong hang góc bên này mấy người, góc bên cuối kia cũng cạnh anh Nghiêm này cũng mấy người nữa. Đấy, thì đến lúc là các anh chị sau đấy chiến sự xong thì có nhà em ý, bản thân em là bị địch bắt, nhà em lại xuống dưới kia, xuống mỏ nước của dưới, bởi vì cái đêm mà hôm bọn em lên thì em lại nấu nước ở cái góc dưới của cái chỗ gì nhỉ? Vâng, lán đại đội. Đấy, vẫn nấu nước rồi là mang lên đây, pha đường sữa cho các anh uống. Rồi cơm nước thì cũng từ dưới kia là chuyển lên đây. Đấy, thế còn nước thì vẫn ra góc kia để lấy. Tức là có một cái mỏ ở dưới góc kia kìa. Đấy, sau đấy thì em tỉnh dậy thì về sau là em ra mạng bên kia thì là em bị bắt. Ra đấy là ý của Thanh là muốn tìm đường đi về hay là ra không, lấy nước? Không, cũng khát nước. Nước. À. Cũng khát nước bởi vì em bảo là rất là khô. Đấy, nhưng mà... Bị thương rồi. Vâng. Thế còn em thì như này, tức là cái tay em ôm qua bụng đứa bạn thì là bụng đứa bạn bị vỡ hết. Đấy. Thế là xong. Có thể hiểu là nó bắn vào bụng. Và không, và em cũng không biết là bắn thế, vào bụng hay như thế nào. Chỉ nhưng mà cái tay của em nào. Đấy, cái tay này bị thương tại đây đấy. Không phải nó bắn đi cái dép, xong nó bắn đi 11 vào nó mới bị. Nhưng mà lúc đấy em nhìn mặt anh Nghiêm thì đúng đen thật. Đen xì. Hay là mắt em như nào, nhưng mà đen, nó xuống con lửa. À, thế nhá. Xong rồi là lúc em vuốt cái mặt gái thì mặt em toàn là những cái thịt với lại mỡ. Vâng. Tức là nó khắp mặt. Vâng. Người... quần áo thì cũng be bét. Xong rồi bản thân em là ôm đứa bạn ngả ra đây này. Xong bảo em cứ bảo sao lại cái tay cũng nặng, người mình cũng nặng. Thì hóa ra là nó đè lên mình hai chân này em như này. Thế đầu gối em thì cũng sức. Nhưng mà
chân này thì em tức là chân này thì lại được khép nấp sau, còn chân này hơi thò lên một tí thì cái đầu gối cũng sứt một tí. Thế còn cái tay này ôm hẳn đứa bạn thì lại bụng nó vỡ hết. Đấy, để chị hiểu như thế này có đúng không? Tức là đây là một cái nơi tập kết các thương binh nặng. Vâng. Thì khi ở các cái trận địa, vâng, thì là thương binh đưa về đây. Không ạ, đầu tiên xuống đến trạm xá, trạm xá ở chỗ lúc nãy ạ. Ừ. Lúc mà em chỉ bắt đầu là gần lên dốc là có trạm xá ở đấy. Ừ. Thế bọn em phục vụ ở đấy từ cái ngày 18 cho đến ngày mùng 1 tháng 3, 18 tháng 2. Tức là ngày 17 tháng 2 là em chuyển quần áo rồi gạo nước các thứ gì của gia đình vào trong cái đường mà rẽ xuống đấy, vào trong tận lũng, trong toàn núi đá thôi. Thế thì xong rồi thì em bắt đầu quay về cũng vẫn là đi giúp bộ đội. Thế là em chuyển đạn được 2 xe hay 3 xe gì đó. Thì cũng ở ngay sân vận động, bởi vì có một cái kho ở đấy, anh Tuấn biết không? Cái kho nhà thầy Đạt thì ở ngay dưới sân vận động ấy, em được chuyển thế cùng các bạn là chuyển mấy chuyến như thế. Thì về sau là bắt đầu là bác dân quân ở phố là hô như thế thì bọn em vào chuyển xong lại lên đến chỗ thương binh bảo thôi, thấy các anh thì bị thương nhiều lắm, mình vào đây thăm các anh một tí. Thế thì vào thăm thì là ít người phục vụ thì bọn em mới bảo là thế cho chúng em giúp có được không. Thì các chị bảo là nếu mà các em giúp ý, mà chưa được phép của bố mẹ thì sợ các bố mẹ các em ý, ra mắng cho các chị. Thế thì em cũng không biết là mình đã nói với chị nào, nhưng mà hồi đấy cũng có không đông người lắm đâu. Thế nhưng mà các chị bảo như thế thì có mẹ của bạn Thủy mà hy sinh ở hang này cùng em ý, em ôm bụng nó ý, thì mẹ của bạn bảo như này, tôi sẽ thay mặt các bà là về ở các bà mẹ về truyền đạt là các cháu đã giúp bộ đội ở ngoài chỗ các anh thương binh ở ngoài trạm thương binh của 567 đây. Thế thì các cô cứ yên tâm cho các cháu nó giúp, có việc gì cứ bảo các cháu. Thì công việc cũng bình thường thôi, ai mà cần nước, ai cần cháo, xong rồi cứ giặt quần áo thì các chị cũng còn cơm nước thì vẫn có một tổ nhà bếp khác làm, còn bọn em chỉ làm những việc đấy thôi. Thế còn rỗi ra thì lại đến chỗ anh Bảy ở chỗ xe con y quấn bông băng để kiểu như là cắt vải màn ra đấy. Thế là cứ thế là giúp anh ấy chia thuốc, chia cái bông băng để làm gạc, làm nghiếc các thứ ở trạm ấy. Thế còn cứ anh nào đến mà cần có quần áo để thay các thứ thì máu me bê bết lại thay ra, xong lại giúp các anh đi giặt. Mà cũng cái suối ở ngay gần đấy, ngay đằng sau chỗ xe quân y của trung đoàn. Thế thì đến cái ngày mà bảo là mùng 1 tháng 3 thì mọi người là bảo chuyển thương binh nặng lên cái hang này. Thế thì em cũng khiêng được 2-3 chuyến giúp nhau, có lúc thì đang xuống dở dốc thì bảo thôi khiêng nốt đi để đội này lại quay về. Thế là lại khiêng tiếp, đổi cứ thế là khiêng lên đây thì là bo. Vâng. Thế thì đến lúc là không biết ai báo ấy, thì trung đoàn bảo là địch đã vào đến Mã Phục. Thế thì bảo thôi thế lại phải chuyển, mà chuyển đi đâu thì lúc đấy bọn em cũng không biết, cứ biết là khác có người dẫn đường. Đấy, thì lờ mờ sáng thì bắt đầu nó bắn vào đây. Cái đấy mình chuyển được nhiều chưa chị? Cũng nhiều. Tức là anh em chỉ biết anh Bản với anh Hồng còn đi trước, còn bây giờ không biết là ai được thoát nữa thì em không biết. Không, nhưng nghĩa là cái thương binh nặng mình khiêng vào đây này, vâng, sau đó thì chuyển đi ấy, thì là đã được nhiều người ra khỏi cái hang này chưa? Cũng chưa nhiều lắm, cũng không nhiều lắm, bởi vì như này, hy sinh ở dọc đường này, hy sinh ở trên dốc này. Đấy, không nhớ. Cũng không nhớ nữa, chị ơi. Đấy, cứ nằm dọc như này mà, nằm sát nhau như này. Đấy, lên đây thì cứ giải cái... Vâng, thế là cứ nằm ra như này. Sách trong cái khu vực về là đấy, Mã Tư, thì em, nhưng trên này là hang mấy đấy? Em thì em không đến bởi vì em có biết đâu. Không, em chỉ biết là em xếp đồ ở góc bên này. Xong rồi là em cứ ai cần nước, ai cần uống đường, uống sữa gì thì em giúp pha. Xong xuống dưới chỗ ấy để em nấu nước mang lên, thế cứ thế mà làm thôi. Tức chứ là còn... mới ở đây được một đêm. Vâng, một đêm một ngày. Vâng, thì là đấy, ngày đã chuyển rồi. Vâng, chuyển đấy. Ngày mùng 1. Vâng. Và ở được đêm mùng 2 đến mờ sáng mùng 2. Vâng. Thì là bọn nó phát hiện ra. Vâng. Vâng. Nếu như ngày đấy thì em có nhớ là cái cửa hàng nó có cửa hàng không nào? Như này mà mình nhìn thấy đường luôn. À, tức là không có cái những không cái có bụi tre, chưa có bụi tre này. Ừ, tức là không có bụi tre như này đâu. Quang lắm, đường nhìn thấy mình và mình nhìn thấy đường. Đấy.
cái này mà nó mới trồng. Nếu như mà như thế này thì như lúc nãy là mình cũng hơi khó nhìn thấy miệng hang. Vâng. Đúng không? Vâng. Đấy, nếu mà có cây tre nhỉ, nhưng mà anh ấy bảo là sinh hoạt, bộ đội sinh hoạt đây là phát quang hết, mà hồi xưa họ chưa dùng. À, đại đội anh là, chị, nó là cái hội trường của đại đội này. À, chưa cách đây 40 năm thì là bộ đội mà vẫn lên đây thì phát quang lắm. Dạ. Nhìn rõ cái cửa hang luôn, nó cao như thế. Vâng, đấy. Và khi mà mình nhận lệnh là lại di chuyển thương binh đi tiếp, vâng, và cũng chưa biết là đi đâu, vâng, thì họ sẽ lần lượt họ chuyển đi, vâng, thì cái từ khi nhận được cái lệnh và bắt đầu chuyển đi thì có lâu không thì nó phát hiện ra mình hả chị? Chị có nhớ không? Đại khái mình chuyển từ đêm, nhưng mà không biết sao ấy, thì lờ mờ 5 giờ sáng thì còn anh đại trưởng Nghiêm nằm cuối, thế còn ở đây thì em thấy không biết là có đến lúc em lần trước ấy thì em không nhớ, bởi vì đúng ra ấy thì em chưa bao giờ thấy người chết đấy. Thế là em chỉ quay từ đây ngước mắt nhìn thì anh đại trưởng Nghiêm nằm mà cái đầu ngóc lên nhảy mà đen cháy đấy. Thế thì về sau là cái chị Thành hay chị gì nhỉ? Ở C quân y ấy, chị bảo chị được lên đây để chị Thành với chị gì nhỉ? Thì vâng, thì Thành bây giờ vẫn còn. Ừ còn, nhưng mà chị được làm công tác tử sĩ ở đây thì chị bảo góc này là ba người hay góc này ba người ấy. Đại khái góc này còn mấy người này, cái góc này còn hai người hay ba người ấy. Đại khái em cũng không nhớ. Thế xong còn anh đại trưởng Nghiêm thì khác, nằm riêng ở cái góc cuối cùng đây, ngay chỗ này, lúc ấy em thắp hương ở góc kia cho anh ấy đây. Đấy, thì em thì nằm cuối cùng nhất ở trong cái góc đấy. Còn hai chị y tá, bởi vì hai chị có súng, thế cho nên hai chị lại đứng ở đầu trên nhất. Thế còn tiếp theo là hai đứa cũng nấp như thế. Và đến lượt em, hai cô y tá cũng chiến đấu. Chiến đấu đến cái đạn cuối cùng. Vâng, thế còn thì ác nó không lên, nó mới chơi đây. Còn anh Lợi ấy, thì về sau anh ấy cũng bảo là anh sống sót nha. Và đợt vừa rồi thì em mới gặp anh ấy. Đấy, tháng 2 vừa rồi họp mặt. Anh Lợi xuống thì là địch nó vào là chân quân. Anh Lợi là gần cuối cùng ấy, cho nên anh Lợi mới chui xuống gầm này chứ. Nếu mà vâng, nếu mà anh Lợi đang lang thang ở cái dốc đang dốc này là đường, bao nhiêu người cơ mà. Bao nhiêu người chết ở ngay cửa này này. Đấy, em tức là anh Lợi cũng là thương binh. Vâng. Và khi mà bọn địch nó tấn công ấy, vâng, thì là dân quân nó đang từ làng rồi mấy cái cáng đến đầu làng là nó, vâng, giết chết thương binh mình đấy. Thì là mấy vợ mấy bác dân quân là thả ông Lợi xuống đấy. Thả ông Lợi chạy vào đây nọ để chết. Chạy vào đây. Vâng. Thì ông Lợi là xuống cái chỗ mà anh Lợi mình vừa xuống hô phân đấy, vâng, thì là lại còn sống. Vâng. Vâng. Và anh Lợi là người chứng kiến cái là đấu súng giữa hai bên. Vâng. Sau đó tao mà là thủ trưởng, tao phải phong hai đứa này anh hùng. Tức là hiện đấy em chỉ là cái người đến đây phục vụ các anh thương binh thôi, chứ còn mình có chiến đấu cái gì đâu. Không, đang nói hai cái cô, vâng, y tá. Vâng, để hai cô y tá hỏi. Vâng. Tức là, vâng, trong những người ở đây chỉ có hai chị y tá, vâng, là có vũ khí thôi. Đúng. Và hai chị ấy cũng liệt sĩ rồi. Vâng. Tức là có, đó là hai người mà chống cự đến viên đạn cuối cùng. Vâng. Và sau đấy thì là bọn địch buộc phải bắn DKZ mới lại bắn. Mà anh Lợi cũng bảo, anh Lợi cũng bắn, anh Lợi ở dưới cũng được bắn. Đấy. Anh Lợi cũng được bắn, nhưng mà anh Lợi đâu còn một hay hai viên hay gì ấy thì anh chắc Lợi không dám bắn đâu. Anh Lợi mà bắn thì anh Lợi chẳng còn đến hôm nay để kể chuyện. Kể lại này này. À. Anh bảo là hai do cái tuyến mấy cái ấy nó bắn ác quá thì bọn kia nó chết mấy thằng ở bên dưới ấy. Nó không lên được thì nó mới đặt DKZ ở chỗ cái bếp ăn ấy. Nó chơi DKZ vào trước. Xong rồi phóng B-11 vào. Thế khi mà nó lên hang này, nó dùng vũ lửa nó đốt, nhưng mọi thứ mới chạy. Vâng. Cái cây con Huệ mới còn nhầm mộ đấy. Ừ. Lên còn nhận nhầm là... Chị ơi, tại tưởng vì... Tưởng là Thanh. Thanh không, cái sáu. Bắt... Cái sáu là... Mộ rồi đây này. Em là có mộ ở rồi. Đây. Bây giờ tiếp câu chuyện của em. Vâng. Thì sau khi mà em tỉnh dậy. Vâng. Sau khi em tỉnh dậy thì là bị thương. Vâng. Cho nên khát nước như em vừa tả đây là nhưng mà tay em chưa ra em... ngay đâu. Ừ, đấy, mờ mờ em ấy lại ra. Em ôm một người bạn. Em ôm đã, bạn Thủy. Em ôm bạn đấy. Thì vâng, chính bạn ấy là đã che mảnh nước rồi đấy cho em. Đã bị thương ở tay. Cô vâng, nuôi dạy trẻ. Vâng. Ra trường. Thế. Vâng. Thế và tỉnh dậy thì là thấy như vậy rồi cũng vẫn nằm ở đây. Vâng. Cho đến tối thì bắt đầu mình lại nép vào đây. Nép vào đấy. Vâng. Rồi đến tối em ở, sợ lắm ấy. Chị ơi. Sợ lắm. Vâng. Sợ lúc đấy là sợ bị Trung Quốc nó bắt. Hay là sợ vì sợ đúng chứ. Sợ tất cả. Chị ơi. Chị ạ. À. Sao lại mọi người bỏ mình đi hết? Ừ. Chị ơi, lúc đấy bảo sao lại mọi người lại chết hết thế này? Trời ơi, không biết ở dưới làng còn có ai nữa không? Bởi vì tối xuống nấu thì ở làng vẫn thỉnh thoảng vẫn có người về. Xong rồi lại ở trên này tại sao lại chả có ai nữa? Im như tờ nhỉ.
số sợ. Xong rồi không biết ở dưới chuyện nước mắt cứ chảy ra chứ. Mọi người sao lại khóc, nhưng mà chị không lên tiếng, khóc rơi nước mắt. Sao các chị bỏ em đi, sao bạn các bạn lại bỏ mình đi như này? Nước mắt cứ rơi như này chị ơi. Dưới xong em mới vuốt mắt như này rồi, toàn thịt mới lại máu rồi là mỡ gì ấy ấy lắm ấy. Xong rồi quần áo lại thế, bắn be bét luôn đấy. Thế là sau đấy thì là em đi xuống dưới tối em mới mò đi. Chị ơi, xong rồi em lại nó gọi nghỉnh ấy. Được, anh cứ xuống rồi đừng lên nữa. Xong rồi xong bọn em sẽ lên xuống. Vâng. Từ từ đi đâu chỗ này. Cứ đi mình chân nhá, từ từ nhá. Bác à, chị ơi, thế xong rồi là sợ nhờ vẫn phải đi, bởi vì nếu mà lờ mờ là em đi xuống, nhưng mà nhìn ở đây có người lại nằm là em cũng phải tránh, sợ đấy. Vừa bộ đội, vừa dân quân khiêng, vừa những tân binh vừa mới vào ấy. Đấy, thế xong rồi không chút nữa lại cắm lên lại cắm vào chỗ anh ạ. Vâng. Thế xong rồi để chị hỏi, khi em giam lấy nước thì bị bắt không? Em chưa bị bắt ngay. Em lại lui lên trên này về sau mới bị bắt. Đang đi thì bị bắt à? Em không biết, em ở đấy thì mới bị bắt. Ở lâu không? Lúc sau. À thế à? Tức là lúc ấy là cũng không còn biết phương hướng để tìm về. Chị ơi, không dám qua làng. Bởi vì nhảy đi. Bởi vì lúc đấy là quân của nó đông lắm ấy. Đấy, đúng là mình cũng nhìn thấy nó hành quân qua đây rất là đông. Đông luôn. Thế mà sao mình lại còn sống được? Đấy, không hiểu làm sao. Mà lúc lờ mờ như kia nhá, quân mình đông lắm. Đấy, thế là cái đội ở kia bị bắn ngay. Tức là vì nó đi từ thân dưới đi lên. Vâng, từ đầu kia tưởng là một đội trên này đưa quân về phía sau. Vâng, nghĩ là đây là an toàn rồi. Vâng, và đi cái đoàn quân rất là đông từ dưới kia đi lên. Vâng, thì nghĩ cái đó là một đội này. Vâng, từ phía Cao Bằng lên đấy. Vâng, từ Cao Bằng vào. Từ phía Cao Bằng vào đấy. Vâng, thì là lúc đấy thì mình lại nghĩ là quân ta. Vâng. Vâng. Thì nhiều người anh bảo bộ đội thì bị bắn rồi, thì bắt đầu bảo không phải rồi, nhầm rồi. Thế là hy sinh luôn. Vâng, là hy sinh. Vâng, luôn đấy. Thế thì sau đó là chị Thanh bị bắt. Vâng. Vâng, thì cho lúc mà bắt ấy, nó bắt được mình thì mình đang như thế nào thì nó bắt? Dạ, cũng nấp ở đá nhà ấy thì cũng không biết là nó lên đâu. Tai ù chị ơi. Đấy. Thì cũng có người nấp ở góc đá kia, nhưng mà không biết sao là không biết nó đến. Tai không nghe tiếng. Đấy, thực sự là không nghe tiếng gì cả. Nó ù hết cả tai. Đấy, đến lúc bị đến đây rồi. Không biết là nó hô cái gì. Đấy, nhưng mà tay đau nhảy không phải tay lên. Tay đau nhảy thì em lại cứ giữ cái tay nhảy, xong em cũng lấy cái băng về em đã quấn trắng phớ hết đây rồi. Bởi vì thịt tay em nó cứ lỏng thòng xuống đây này. Đấy. Thế là em cũng không biết là nó ấy cái gì cả. Không biết là giơ tay hay không, nhưng mà tay mình như này thì giơ cái gì. Đau hẳn cả cánh luôn. Chân này thì cũng tọc cạch bước. Đấy. Chân này thì quần nó cũng toác, rách toác đến đây. Nhưng mà nó chỉ xước, không gãy. Năm đấy Thanh bao nhiêu tuổi? Năm đấy em 19 tuổi. 19 em sinh tuổi. Năm 60. Là nhưng mà lúc đấy em đang học lớp 10. Và cái sau đấy thì tóm lại là nó bắt. Vâng. Nó bắt xong rồi xuống phố thì là nhốt vào cái nhà của dân thôn. Rất là đông, từ trẻ nhỏ đến người già, bộ đội cho đến nhân dân. Thế nhưng mà đến lúc cho lên xe là những ai bị thương là cho lên hết, bộ đội cho lên hết, chỉ có trẻ em người già là không cho lên. Và trở về nhà. Em cũng không biết là ai về nhà mấy người không, hay là vâng, cái thả nó đi mà mình lên xe ấy, thì mình là không biết là nó mang mình đi bắn nghe, mang mình đi làm gì. Đây để chị hỏi một chút, những trong những người mà bị bắt trên xe nặng đấy mà họ không đem theo những người già và những trẻ con ấy, được, thì em có biết ai không? À, cái lúc mà về ấy, thì còn mỗi bà cụ Hược là không mang lên theo. Đấy, thế còn thì dân ở làng nó cũng bắt về đấy, nhưng mà em không quen. Đấy, xong bộ đội cũng không quen. Chị muốn biết là những người đó sau này có được thả thật không, hay là nó thả rồi nó lại bắn. Thế còn em thì là em và những người bị thương. Vâng. Và bộ đội. Vâng. Thì bị bắt lên xe và trở về Trung Quốc. Vâng. Thế em bị bắt bao lâu, bị giam bao lâu? Em là chính ra em được trao trả ngày 19 tháng 5. Nhưng mà cái ngày đấy là ngày kỷ niệm sinh nhật bác. Thì đến 21 tháng 5 là em được qua cửa khẩu Hữu Nghị. Tức là chỉ đấy, mấy tháng thôi. Vâng.
Vâng, thế sang đấy thì em có bị đánh đập hay là mua chuộc dụ dỗ hay là gì không? Không, em không bị đánh đập mua chuộc gì cả, mà em vào luôn cái chỗ mà không biết lên tầng thứ mấy của cái tòa nhà đấy, em không được phép ra ngoài mà. Thì em được ở mấy lại Lan là người ở Lạng Sơn, Cao Lộc Lạng Sơn, mấy lại Lan này, chị gì nhỉ, chị Liên này, Lan là nhỏ hơn em, Liên là ấy. Xong có một chị nữa thì ở một dạo thì chị lại khỏe hơn, chị ra trước. Thế còn em ở mấy chị Dương Liễu mà Văn Công tỉnh Cao Bằng mình ấy. Đấy, ngày nào, tức là những người em bước đi được thì em đeo tay như này, thì em sẽ buổi sáng sớm là em giúp các chị lấy cái chậu để hứng, lấy cái khăn rửa mặt vào cho các chị để các chị ấy. Xong các chị vắt khăn rửa mặt để cho em rửa. Xong rồi em cũng lấy. Mấy chị em bị thương hết. Vâng. Nhưng nó có cho, chữa chạy cho mình hay gì không? Có ạ. Em là nó mổ, nó cắt. Xong rồi nó cắt ở trên này, nó lại vá xuống chỗ này. Bởi vì em trồi gãy xương này, nó chổng lên. Thế còn những người khác cũng thế. Còn em không biết là những người kia ấy như nào, còn mua chuộc cái gì thì chỗ đấy thì lại không có ai ấy. Chỉ có là đến đấy để chữa chạy thôi. Đấy, còn những người gãy chân các thứ ấy. Đấy. Thế còn thì người ta hỏi bảo là em là bộ đội cái gì, thế em bảo không, em là học sinh thôi. Đấy, xong rồi em làm cái gì, bảo không, em là học sinh ở nhà, chẳng may là em bị thương, đạn ở đâu bắn đến em cũng không biết. Đấy, chứ còn em cũng không biết là ấy như nào cả. Nếu mà đi bảo đi phục vụ thông tin chắc không? Không, làm gì, không dám nói thế. Thế bảo, tôi biết ông chủ tịch không, cũng bảo không. Bởi vì học sinh thì cũng không tìm hiểu xem ông chủ tịch là ông nào. Xong rồi ông nào ở đâu cũng không biết. Đấy, thì hồi đấy cũng bảo, thì rõ thế, bởi vì như thực tế ra ấy, thì mình cũng biết tên ông chủ tịch, nhưng mà mình cũng không quan hệ gì với ông chủ tịch. Thế cho nên bảo nhà ông ở đâu thì mình cũng không tìm hiểu vào nhà ông đâu, mặc dù mình chỗ bé bé đấy, kia là nhà ông chủ tịch nhá, mình cũng không đi làm, không biết. Ừ, tức là mình sau không biết. Thì họ vào đây họ mang hết hài cốt của chị mình ấy, sau đó họ đến đây họ đã có ai làm cái lễ kiểu như để cầu siêu hay là rước vong đi không? Có. Anh Hồng cũng làm lễ trung đoàn. Đây. Anh Hồng vào đây chưa? Hồng. Không thiếu tướng à? Không. Không. Anh Hồng thiếu tướng thì anh đến đây thăm lại cái hang. Còn là một cái lễ cầu siêu mà để đưa cái linh hồn anh em ra ngoài nghĩa trang ngoài ấy. Vâng. Thì là anh Hồng trước kia là cũng là chiến sĩ của trung đoàn 567. Hôm nay về người Lào Cai. Vâng. Thì là anh ấy đi theo cái con đường là theo đường Phật giáo mà cũng được công nhận, đến nước công nhận đấy. Vâng, vâng. Thì về đây thì anh em cũng tiến hành tổ chức một cái cuộc, anh em vào đây sau đó là làm một cái lễ vậy cầu siêu đưa anh em ra ngoài nghĩa trang ngoài Quảng Nguyên đấy. Vâng. Nghĩa trang lúc nãy mình vào, sáng nay mình vào ấy. Đấy thì cũng đã tổ chức làm được cái đó. Vâng, và nếu như mà có còn ai đó mà vẫn còn rẩn quất ở quanh đây thì chúng ta cũng mong rằng các anh em quần tụ lại nơi nghĩa trang để cho đồng đội về với đội hình của mình. Hôm nay chúng tôi đến đây nghe câu chuyện của các anh các chị, một lòng ghi nhớ, một lòng biết ơn. Thưa chị, sáng 17 tháng 2, 79, còn 4 giờ sáng thì em nghe 3 phát súng. Đầu tiên là nổ đi qua trên mái nhà em, thì mẹ em vừa gọi chúng em là chuẩn bị dậy để chuẩn bị bài vở đi học. Bởi vì tối hôm trước là bọn em còn đi xem bộ phim Em Bé Hà Nội ở ngay trong thị trấn, nhà em cách thị trấn chỉ có 500 mét thôi. Thế thì đến khi bọn em chưa kịp dậy, mẹ em vừa gọi xong thì 3 phát súng nổ trên mái nhà. Thì mẹ em bảo là không được rồi các con ơi, tàu nó bắn vào rồi. Thì em vùng dậy cùng chị gái em và em trai em nữa và bố mẹ em, cả 5 người chạy ra đằng sau chuồng lợn. Nhà em cũng đã trước đây cũng đã được các chủ trương của Đảng và Nhà nước là cũng tuyên truyền vận động nhân dân mỗi gia đình đào một cái hầm chữ A để có chiến sự xảy ra thì tất cả các gia đình là sẽ vào trong hang đấy để trú. Thì em cũng vội vàng vơ được một cái lõi chăn bông ấy chị ạ. Thì là
em chạy đi qua trường lợn, lúc đấy cái tay em còn va vào cái dây thép của trường lợn và bị xước một tí chảy máu. Thế là bọn em ngồi dưới hầm, nhưng mà cái đạn nó bắn như mưa ấy chị ạ. Em chưa bao giờ em nhìn thấy đạn nó cứ chiếu chiếu mà như té lửa mầm. Thế là nó bắn đến độ 7 giờ hơn thì là nó dừng. Dừng thì bắt đầu em mới cùng gia đình là khuân hết đồ đạc lên hang. Lên hang được thì bắt đầu là em chuyển hết đồ vào trong làng. Em vào trong làng cũng gần một cây số thôi. Thì là bố mẹ em cũng chuyển hết lên đấy. Thì đến trưa bọn em ăn cơm xong, đang ở trên hang thì ra chỗ trên đỉnh đèo như này này, ở một cái hang ở trong góc này thì ra một cái đỉnh đèo này, nhìn xuống dưới làng thì nhìn thấy hai tốp các anh bộ đội khiêng hai bao gạo, mỗi bao độ một tạ mà bao tải gai ngày xưa ấy. Thế thì bọn em mới bảo là tôi đi hộ các anh khiêng gạo. Ông các anh khiêng nhìn thấy nặng nề lắm, thì bọn em đi khiêng giúp tất cả là có 4 chị em, 6 chị em, 6 chị em đi cùng nhau là đi hộ các anh ấy khiêng. Khiêng sang đến chỗ Bản Chu thì cách cái chiến trường độ nửa cây thôi. Thì là các anh khiêng 3 cáng thương binh lên. Các anh bảo các em ơi, hộ các anh khiêng thương binh với. Thì bọn em lại quay ra khiêng các anh thương binh kia lên, cứ đi theo đường rừng ấy, cứ men qua các làng ở bên Đà Sơn kia lên. Thì bọn em không biết là qua làng nào nữa mà cứ đi xuyên suốt qua. Thế là đến cái chỗ Lũng Luông thì bọn em nghỉ bờ đường. Lúc kia em chỉ có 38 kg thôi. Thế là em khiêng một anh độ 60 cân và một cái cáng rất là cây to này, vừa tươi vừa nặng, một cái chăn chiên nữa. Anh bị thương vào phần mềm ở ngực ấy. Anh tên là Cấn nhưng mà em không biết họ tên, chỉ biết tên không biết họ. Thế là em khiêng đằng chân thì có ông đấy, đấy là anh Tọa với anh Trợ là ở đội xung kích của trung đoàn 567 khiêng. Thì anh ấy bảo em là cậu ra đây, tớ bảo cậu khiêng đằng chân cho nó nhẹ, còn khiêng đằng đầu là nó hơi nặng. Thế tại vì cậu nhỏ nên là em cứ nghe theo, nhưng mà em nhìn thấy cái ngực của anh đấy sưng tím thì em lại sợ, nhưng em cứ lấy cái áo vest của em mặc theo một áo vest, em che cái ngực đi, che cái mắt của em đi, không nhìn thấy cái ngực của anh đấy nữa. Em cứ đi đường Lũng Luông thì sầm tối rồi, thì bắt đầu là bọn em vào một cái làng Lũng Luông kia xin được một rổ khoai ra ăn 3 cáng. Thì trong khi đó là có một cáng là chết rồi, thì không biết tên của anh ấy là gì đâu, thì đặt ở bờ đường. Thì là khiêng đến đấy, xong bọn em ăn rổ khoai xong lại tiếp tục khiêng lên, cứ đi theo đường cái lên đến chỗ Lạc Diễn thì được xe chùa trung đoàn xuống đón và đưa các anh lên xe ca đấy, và bọn em cũng đứng lên trên xe ca ấy để về đến trung đoàn là hơn một giờ đêm. Thì bắt đầu bọn em ăn cơm, các chị lấy cơm cho bọn em ăn xong, sáng hôm sau bọn em 4 giờ lại dậy xong lại xuống đến chỗ Lũng Luông tiếp. Thì bọn em đi dọc đường thì được các anh cho lên một cái xe đạn, ngồi trên xe đạn ấy, xong sau đó là đến chỗ Lũng Luông các anh bảo xe tăng nó lên rồi, thì bọn em xuống xe và đồng thời là đi vào đường Hạnh Phúc. Chỗ kia là lúc kia đến ngã ba kia thì dân ở dưới làng em đã bắt đầu đến khu đấy rồi, nhưng mà em vẫn chưa thấy gia đình em. Thì em vẫn cứ đi theo bộ đội để giúp bộ đội phục vụ thương binh, giúp các anh ấy là lúc thì nấu cơm, lúc thì còn bón cháo này, lúc thì giặt rũ, coi như là làm cái gì cũng làm. Bọn em có lúc đào cả huyệt, 8 chị em thì đào. Có một buổi chiều không, em không nhớ ngày nữa rồi, cũng mưa như này, thì bọn em đào 2 cái huyệt vừa được độ 40 cm này, thì có một chiếc máy bay bay trên đầu bọn em, có một cây to. Thế là bọn em cứ thế đào một lúc là
lại chạy hết vào gốc cây, nhưng mà lại bảo sợ gốc cây to thì nó lại ném quả bom xuống thì lại sợ. Thế là đến lúc bọn em lại về, lúc kia là bọn em cứ thế phục vụ thương binh, lúc thì chuyển hết làng nọ làng kia, và sau đó là bọn em cứ đi theo đơn vị của trung đoàn suốt rồi. Và đến sau này là em vẫn ở bộ đội cho đến năm 82 em chuyển sang xuống cấp. Khi mà chiến tranh xảy ra thì lúc đấy là em bao nhiêu tuổi? Em bước vào tuổi 18 chị ạ. Mà em học lớp mấy? Em đang học giờ lớp 9. Đang học giờ lớp 9. Vâng. Và thôi không đi học nữa. Vâng. Xong đi như thế xong vào bộ đội luôn. Vâng. Đi vào tức là bây giờ em là cựu chiến binh của sư 567. Vâng, của trung đoàn 567. Của trung đoàn 567. Vâng ạ. Thanh cũng như thế. Em là thôi, em bị bắt là thôi. À bị bắt là em lên là các anh giải quyết cho đi khám giám định xong rồi là phải về ngay đấy. Tức là thời kỳ đấy là như thế. Những người bị bắt thì khi thả về là sẽ thôi hết, không làm cái gì nữa hết. Vâng, đó cũng là một cái điều rất là cần thiết, đúng không? Bởi vì là ở mình thì đang trong còn chiến tranh. Vâng. Ở em mình thì cũng có nhiều người còn là gián điệp và này kia, đấy cũng là câu chuyện. Có lẽ bây giờ vâng, thì 40 năm rồi thì em mong sao là mọi người 40 năm chiến tranh đã đi qua thì mọi người còn sống nhớ đến hương hồn các anh, và mong là mọi người cũng nhớ về cái hang mà đã có bao nhiêu người đã hy sinh tại cái hang này. Thế thì mong sao là hương hồn các anh được yên ổn siêu thoát. Vâng. Hôm nay thì anh Tuấn có mang đến một cái, hai anh tranh thủ mình ấy luôn lên đi. Xong rồi mình ra. Vâng. Nó đấu cái dây. Không, anh đưa đây, anh đưa chỉ đây bật em. Công tắc thôi. Không, nãy em nhìn thấy nó có chốt cái dây, bật không được đâu. Anh đưa đây, đưa đây em xem, em nhìn thấy nó có một cái. Nếu không thì phải gọi ông Tuấn vào. Có cái công tắc, nãy em thấy anh ấn cái công tắc. Đây, cái chỗ đèn ấy. Em nhìn thấy ông ấy kéo ra, ông ấy một cái dây mà. Thấy anh bật mà nhỉ. À, đây rồi. Ấn nút cho anh như là không mấy khi vào được đến đây đâu mà. Này là cái on off đây mà chả hiểu thế nào là off. Đấu điện tử thì này sáng hay là nó không cứ cái chỗ nó cần ra con cá đấy giữ giữ mới được bây giờ, hay là anh bỏ dành ra không sao đấy, lấy gì dặn đi. Cái hộp đâu rồi nhỉ? Lấy giúp chị cái hộp đó. Vâng. Đây phải không? Nó lên vai à? Đưa lên. Đấy, có hả? Đưa lên.